Không thèm buộc dây luôn. Chạy dây là lỗi đấy. Chạy dây là cái chạy dây kiểu cố tình với cả chạy kiểu bay cùi chỏ trong thế thua. Ơ thằng Khang không nhỉ? Hiếu ơi, sao gọi Khang ở đây? Sao gọi Khang ở đây? Anh nhắn cho Khang nhá. Khang. Khang là gì nhỉ? Ơi. Ừ. Quay ra nào. 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 Quay sai sai cổ cổ chưa? Ồ, quả thú cứng của anh ấy rồi. Cứ bàn đi Long ơi. Rồi xuống rồi. Xoay cứ chỏ anh ok xoay xoay một chút nữa chưa nữa đi ok quá khỏe Ready go. Khỏe phải trưởng không? Long Giáp về tay trái đánh Tuấn Anh nhờ thử xem Tuấn Anh. Hợp đấy. Nó đánh thì sao? Em đánh thử Long Giáp tay trái. Ok. Đánh được. Đánh kiểu nó hơi hiền. Gặp mấy thằng nó kiểu nó khang quá dí này khả năng nó cũng ghép. Bởi vì mặc dù khỏe nhưng mà kiểu anh hiền đấy. Cứ như mở đấy là hiền. Đéo quen cái kiểu. Khỏe đấy, từ từ thôi, từ Thiên ơi. Đau đối thủ. Thiên anh chỉ khỏe đấy. Bình chưa là giải Ninh Bình là về đánh ngoại hạng à? Chịu chết tao bỏ cái cua rồi. Đỡ của anh nên để em tập là thế không được. Anh Hà Văn Hiếu mới rồi anh ơi. Để mở để mớ được trụ được ra xong anh quấn được. Tối nay đi tập lại. Tối qua tập ở nhà thì ăn xong no quá 10 giờ. Trung Đức nó gửi cho em cái cục tập tay ấy. Ờ. Mới về có cái dây chung. Gần 200 phát. Ôi. 200 phát. Hay thế nhỉ. Khánh mới giảm cân đúng không? Vậy à?
Ủa đấy kiểu hay nhở, đấy kiểu cứ bay 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 lên hay nhở, bay múa luôn. Rồi. Ngón tay của Lọng cũng dài nhở, bám phát vào cả cổ tay của Hiếu. Đấy, ngón nó dài. Thôi xuống rồi. Đi từ mấy giờ thế hả Đạt? 7:30 à? Ôi con gì? Cậu. Ngon dữ đấy. Đây. Quay clip đã. Cậu. Ủa rồi. Thế nào nó đau tiếp. Có thuốc gia truyền nha. Thế nào nó đau tiếp. Có thuốc gia truyền nó còn đau hơn. Rượu.
Hiếu, lại đang đi đâu? Đi anh em xúc luôn. Đúng. Có đấy mấy chú bác có những bác bảo này. Hôm đấy, thì hôm đấy anh em mình đợi nhau đó. Bên xe nó làm luôn là một thật sự anh em là đông. Tạm đồng hồ cho mấy người linh đảm. Sẽ có thể tạch mất. Đây, đây mấy anh em đi luôn. Đây, cảnh của xe. Làm gì mà hao lực. Em làm hàng. Chỉ đêm à? Anh, à, anh làm hàng cho mấy chị nên là mới nên mới heo hot như này. Đây là làm hàng cho mấy chị thôi. Anh yêu ơi, anh tay trái. Mẹ tay trái đâu? Đuổi đâu rồi? Đâu? Này bóp lại. Bóp luôn. Em bóp. Trời ơi, anh tôi. Giờ nó đang làm mặt bằng, hôm nay là định hẹn sang nhưng mà Thoát luôn, khởi động nhanh, anh em yêu hết rồi. Tháng sau một ngày bao nhiêu giải, Nam Định là bao nhiêu thế hả Đạt? Cuối tháng 9 bây giờ nó biết làm mặt bằng, nhưng mà nó làm nhanh lắm, nó bảo là lấy vật liệu về, lại bọn nó làm là tiền đến đâu đấy, đến đấy không có nợ nần gì, nhưng mà nó bảo là đẩy nhanh thôi. Nó là ngày khánh thành phòng kim luôn anh ạ. Đấy à, định Đạt đấy à? Ừ, xong rồi. Chất lượng nhỉ, khỏe béo thì chứ chết anh rồi, bắt đầu thấy dấu hiệu có tuổi rồi, hơn 30 rồi. Hơn 30 làm sao còn lại được cái thanh niên đôi mươi. Anh Hiếu này không dạ, anh bảo anh ra nhưng mà muộn lắm, phải muộn là công việc mình xong thì ra được. Bắt cơm do là Cái này bút tay quá mãi.
Đạp tay từ Vĩnh Phúc đi rồi em. Đây chị chúc này. Đi Nam Định, anh kia đi Nam Định không? Đi anh em đi. Được. Anh em đi hết. Đi xong rồi anh em mình còn vào lo vào lửa. Đi ô tô rồi lắm. Ban đầu là nó bảo là phải đi không lấy không tiền anh em, nhưng mà bảo được đấy. Mình đi làm chủ động nặng quá. Bây giờ nó lại bảo là 150 cả tin. Thành ra còn học sinh sinh viên thì nó bảo học sinh thì thu 100.000 coi như là phải. Ở đâu, ở trong đấy á? Giải á? Chưa mấy hình năm lượng đi. Nhà cái thằng có gì gọi tiền cái thằng đường chú nó trong tài trợ cho tầm 30-40 triệu nhỉ, thì là đủ giải rồi. Nó bảo là ít nhất là bây giờ giải thưởng là khoảng 20 triệu rồi, tổng giải thưởng nó ngon quá. Giải vừa rồi miền Nam 22 cân một mỗi, không biết là tổng giải thưởng không biết là nó ở khu nào này nhỉ. Nó ở gần Xuân Trường đấy, người nữ là chúng mình, chúng mình các thị trấn ở đây luôn. Thì thử xem là có mặt trong lòng đâu, anh đạt liền, anh đạt đây bảo đạt nào, đạt Cúc Quê, đạt Ninh Bình, có bóp anh có lực nữa, nhưng mà 6-3 cân, có bóp được rồi. Sau đó cho hai con đợt này, hai con béo lúc quần nhau đi, mình bảo quần chết. Đi lên cân nét nhỉ. Anh Hải hỏi anh Hiếu ơi, nổ hết. Bọn em sắp hết sức nơi rồi. Nhắn anh ý rồi, anh nào đang bận. Được, ok luôn. Không bật được Hải đâu. Ôi, anh ý giả vờ, em thì có lực mấy. Lòng khỏe nhá. Sai của Tiến Vương, giữa Tiến Vương sai ạ. Nó phải dai sức cơ.
Đông gai sức tí không? Đánh lần rồi. Không, bắt người. Mày luôn. Bắt người. Bắt trò mang, gọi người nhà đến mang tiền đến. Cho ăn ngon. Ăn đến họ tình tiên ngày này. Cho ăn thật ngon. Ngày nào ngày đó ăn thật ngon. Ăn thật ngon, mua đồ ăn thật ngon. Mua ngày nào tình tiên ngày này. Ơ, hay em nhà cư. Thằng đang nhờ anh á. Ngon thoải mái ở sướng mình chịu chưa chọn lâm cùng chùa nhá căng đấy nhở Tiến Vương khiếm thị à? Mày nghe xin mà. Chứ nói chuyện nhỏ suốt. Mở mắt. Mới tối thôi. Chẳng phải là mái à? Ở khách sạn đó. Qua nhìn nhiều quá, nhìn chăm chú quá, nhìn là cao mắt. Xuân Trường. Không đến Xuân Trường. Nó ở qua thành phố. Trực Ninh em biết rồi. Trực Ninh gần Nam Trực mà. Ừ. Đấy, cách thị trấn cách Xuân Trường khoảng Nam Trực em 2,5 Nam Trực. 15 cây. Đường bánh cả đấy. Bốn lỗi đi. Ôi uống cái uống ngọt sao khỏe. Tại mày anh phải uống rượu thay nước. Không yếu được. Tăng ra là tăng sức mạnh rồi. Nóng lên. Đó.
À, khỏe chưa? Vũ không xuống đâu mà. Không xuống đâu mà. Ai? Đâu đâu có đấy chị. Chỉ vật một hai cái là nó yếu mẹ hẳn. Vũ. Thử xem. Vũ này 84 cân rồi. Em 81. Bàn tay nó cũng tròn. Món thì ngắn. Đây. Anh hiểu anh Kiên không đánh nhỉ? Đánh nó. Em béo hơn anh. Tay dài. Tay nó dài, nó cương mà. Nó không cương luôn. Không đâu. Nhưng mà nó cái góc của nó khỏe, nó móc quạt vào thì nó khỏe lắm. Anh kia được, bây giờ nó rũ cho cái của nó. Đấy nhờ đánh hạnh đánh được ấy, được đấy, phải đấy. Tốp mày mà tốp. Tốp hay quá nhờ. Khánh bay cổ rồi. Hay quá nhờ. Khánh giữ đấy. Lưng lên dần đấy Khánh. Ăn phải xí ngang ngang. Mà Khánh bỏ đánh bao cổ khỏe lắm. Xa Khánh khỏe. Nó giữ sai là khỏe này. Đấy, mà lúc là tốt mỏi mà. Bơi giờ Khánh phải tập cái trò má đánh bằng sai vào cổ ấy. Đấy là tại vì tối qua toàn lẩu hơi nhiều thôi, bây giờ nó tức bụng thôi. Ra kia ngồi ngay kia. Cho nháy bụng đi, rồi lại vào tiếp. Nhưng mà ăn lẩu đấy miệng hay cái gì đấy. Hay dùng cái chiêu vừa nãy đi thế nào. Tớp buffet 2 triệu. Xuống rồi. Xuống rồi. Thì tính ra là anh đi được tầm khoảng 8 người. 8 người. Nhưng mà thịt nó là thịt tươi hay thịt gì em? Đông lạnh à? Làm gì thịt tươi? Bọn chép dùng có 300 mấy, 360. Đâu, đợt em đi ăn là 500 mà. Chú ăn suất gì? Đi phê cả hải sản. Đạt Ninh Bình đấu với Tiến Vương. Cá bò như dưa rúc. Lại lấy cái đập nó ra, không lấy cái đập. Nó sống trong cái nhiệt độ hơn 400 độ thì cháu biết ở vớt ở đây là gì ăn. Anh không tôm đâu. Cá đến cái đồ luôn.
39 à? Đâu? Mặt tay 39 không ạ? Đấy, đâu? 39 á? Đúng rồi, 39 bịp. Cảm ạ? Cảm 39. Ăn hàng đi đây nóng được. Ôi anh gì mày nào này. Không đây. Đánh thằng này cho nó. Anh bỏ món. Đấy món này thôi. Cái đâu ngực phải ở tay đâu. Nhưng mà để xuôi đâu ăn được. Nhưng mà đi đi tất cả anh em đi, xong rồi mỗi thằng dẫn theo 8 người nhà đi. Nhưng em nói thật đấy, thật ra là cũng chả có ai người ta bẻ mấy đâu, thật sự luôn. Người ta vào người ta ăn đa số người ta đấy luôn. Người ta không nhớ nhìn thấy cái đấy. Ừ, người ta còn chả quan tâm. Và với cả cái số người mà bẻ được cái đấy thì rất là ít. Có rồi. Rồi vào móc này, nhặt đấy. Vào cái kia thì là không ăn được kia đâu. Thiếu móc khỏe mà. Tiền vào góc đấy rất khỏe nhá. Hay đấy, Hiếu, Hiếu đánh thế khỏe. Chưa mệt đâu, chưa mệt đâu. Ngày lúc chiều nào nó giảm mặt 3 tiếng. Bảo nó mệt hơn nhầm. Giật phai kiên đạo, ấy giật. Đây kiên thua rồi à? Không gì có cái chuyện ấy. Yêu nhau như thế là đủ rồi, bây giờ anh yêu người khác rồi. Chọn đánh đi. Đâu? Đánh đi. Không biết ai rồi. Đang người to quá. Chưa đâu, chưa đâu. Chưa đâu, mà dưới này treo này chứ. Chúng mà bảo đi chứ. Có điện là anh nghe trong này nếu bắt là núi ông kia là khó. Đồ kinh quá. Ôi quy đất.